Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi câu lương. Đây ở vùng quê, này ở Cái Lậy. Mình đi câu lương á, trước tiên á thì mình phải có cái lưỡi câu với mồi. Lương nó ăn mồi trùng. Tại giờ quay giờ câu nên hơi khó. Mồi trùng tiếp tục câu thôi. Hôm nay hướng dẫn cho mấy bạn là biết cách câu lương luôn, biết cách nhìn cái mài lương như thế nào để có con lương ở trong đó. Đây giờ mình quay cận luôn cái mài lương. Lương nó nhỏ thì cái mài nó nhỏ, còn lương nó bự thì cái mài nó bự theo luôn á. Đây đây là cái mài lương nè, nó trào nước lên, các bạn thấy không? Nó ăn, nó kêu luôn đấy. Đây là lương nó sung. Ở miền quê á, thì lương á, nó đói thì nó sung, mình bỏ xuống là nó ăn vậy á. Đó, đợi 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 nó gậy nha các bạn. Thôi nó nhả rồi, mẹ chắc lương nhỏ thì chắc lương nhỏ nó ăn nó không nuốt nổi cái lưỡi câu. Qua cái mài kế bên đi, mài này lương nó nhỏ quá nên cậu nó không ăn. Qua mài kế bên này, mài đây với mày đây kế bên đây nó ăn nè, nó ăn mấy bạn thấy nó ăn đứng thẳng công dây luôn. Mình gầm là nó đi thẳng dây nè. Bây giờ mình giật cho bạn coi nha. Ok, đây đây con lương, đây lương nha, giật lên đây thành quả. Con gà nó thấy lương nó lại ăn nữa là đi ra. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha.